Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Novadas nâng cấp cực ngầu khi thưởng cái chàng chân một cấp đầy cơ bắp. Cái chiếc Novadas đột chỉnh đầy được sủ một biker đến từ An Giang. Chiếc xe dường như đã có màn lột sắc mạnh mẽ với diện mạo thể thao nổi bật rất nhiều. Đi cùng đó là hàng tá phụ tùng đồ chơi cực kỳ chất với điểm nhấn chính là cái dàn chân một cấp N đầy phù hợp. Khí đông được hạ xuống 2 phần để đổ cái trọng tâm, giúp chiếc xe đầm hơn di chuyển ở độ cao. Cái cặp tá thắng GRC ICI màu đỏ vô cùng nổi bật, hòa hợp với cái bộ mâm vàng mà chiếc xe đang dùng. Hệ thống treo sao ở dụng cho mình một race boy bình dầu với phiên bản dành cho cái chiếc Winner Sunit ở dụng với chiều cao là 220, với cái chiều cao là 228mm phù hợp với một số dòng xe khác, trong đó có cả Novadas. Sản phẩm có hai cái nấm chỉnh trên chân cho bình dầu có thể tăng thêm độ nhún và độ hồi trả theo sở thích và tải trọng người dùng. Cấp sau là một siêu phẩm đã có mặt ở trên trường nhiều năm qua, cấp N, một dòng sản phẩm chưa bao giờ lỗi thời vẫn giữ được giá trị nguyên cho đến tận ngày hôm nay. Mặc dù bỏ lên xe là rất nặng và chế cháo rất nhiều, nhưng cái độ đẹp và chất trên của nó là không có gì bàn cãi nữa. Exciter 1.10, một cái bản dựng toàn diện từ trong ra ngoài. Các chiếc Exciter 1.10 độ tính từ một biker miền biển Nha Trang, được trang bị cái dàn nội công mạnh mẽ với cái sức mạnh là cái trái tâm hài, cùng với đó là hàng tá sự nâng cấp vô cùng ấn tượng ở dàn chân của chiếc xe đậu. Phần đầu được trang bị cái đèn 2 tầng, món đồ chơi chính hãng của Sinbad sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exciter ở dụng, cấu tạo như sim nên không cần cháy cháo một chi tiết nào, đem lại ánh sáng tốt, không bị nóng chóng mắt cho người đối diện. Phần ốp cũng là món đồ chơi của hãng Sinbad nhưng sản xuất dành riêng cho cái chiếc SH Việt Nam ở dụng. Dàn chân tận dụng về trước của Exciter 105 có phần nhựa nhám dài hơn, hạn chế tối đa tình trạng là chất bẩn bắn thẳng vào thân máy. Bên cạnh đó là cái xe độ còn được trang bị đĩa gaffer kích thước là 260, được bắt vào mâm trước thông qua tầm CC. Phần lốp máy được sơn cái tông màu vàng đồng, đây là phong cách thường thấy phiên bản MX Kim độ thị trường Kindle. Bộ cấp này phía sau cũng được quay lại rất đẹp, giúp dàn chân cho mình nhẹ nhàng hơn. Cách độ này thường thấy trên những cái mẫu xe chuyên cho Rush. Chiếc xe được độ lại cái công suất nội công quá cao nên bắt buộc người thợ phải tháo lốp máy, độ thêm cái giờ đạp, phòng ngừa một số trường hợp đề máy là không được. Xung quanh bộ lốp là rất nhiều chi tiết ốc tinam được điểm phân lên cái màu xanh lục bảo, kết hợp cùng với cái cụm ốc thâm nhớt tím là khá nổi bật. Cấp này thấy quen thuộc hơn, hệ thống chơi sau có dùng cho mình một race boy, được sản xuất dành riêng cho cái chiếc X10 sử dụng với tổng chiều cao 305mm, đi cùng với cái nấm chỉnh để kiểm soát hành trình hồi trả được êm ái hơn, cứng cáp khi qua những ổ gà. Và giá của Exciter 1.10/2009 hiện nay được bán vào tầm là 47 triệu đồng, chưa bao gồm thuế ra biển số. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, tiếp nhớ like, share, subscribe.